Không nhấp luôn hả? Ghê vậy. Vậy là con này bự lắm mua gì ơi. Con cá lóc gì mà bự quá cầm không dám. Trong tập trước, miền Tây Phố cùng ngồi trên vỏ lại với anh Thừa để đẩy cồn bắt cá lóc. Những con cá thật to được bắt lên là phần thưởng lớn nhất của bữa nước dành cho người đàn ông đến từ An Giang này. Cả buổi sáng hai anh em đi bắt khoảng 5 ký cá lóc. Sau khi ăn trưa cùng mọi người thì không bao lâu miền Tây Phố lại lên bờ cùng với anh Ý. Trong lúc đó ở dưới ruộng, chiếc máy của anh Thừa cũng gặp trục trặc, phải đem lên bờ để sửa. Rất may giữa cánh đồng bao la này có anh Tim, chủ căn nhà cập bờ đê, nơi mấy anh em chú bác nán lại đậu, khá âm tường nghề máy. Nên không bao lâu thì hai anh em cũng tìm ra được nguyên nhân và cách sửa máy. Hai anh em đang ngồi sửa nè. Nãy đi sửa ở đâu anh Thừa? Đâu anh ngồi sửa luôn hả? Tiệm bán đầu máy là nó kêu AB. Là bị gì hư anh Thừa? Hư gì? Sau khi mua thiết bị về thay thì hai anh em ráp máy lại để ngày mai tiếp tục mưu sinh. Ở vùng sông nước này, dường như cánh đàn ông ngoài công việc chính là sở trường của mình thì họ còn có thêm phần sở đoản như anh Tin và anh Thừa, chính là nghề sửa máy. Những ngày nước lên, họ là một tay bắt cá điêu luyện. Lúc cánh đồng xanh màu lúa thì anh Tin đi rễ phân, phun thuốc, làm ruộng, còn anh Thừa cũng tiếp tục xuôi ngược trên các nhánh sông rạch để làm nghề sông nước. Tính ra từ sáng đến giờ, anh Thừa chỉ bắt được khoảng 5 ký cá lóc. Nếu máy không hư thì hôm nay có lẽ anh sẽ bắt được nhiều hơn con số ấy gấp bội. Nhưng không sao, chứ những người theo nghề sông nước thì bữa được bữa thất cũng là chuyện bình thường. Quan trọng là sức khỏe và đồ nghề phải thật ngon lành để khi ra đồng bà con mới hăng say làm việc hiệu quả. Nắng hoàng hôn bắt đầu nhuộm vàng cánh đồng quê. Xa xa, những chiếc vỏ lãi thông thả buông côn để rà cá. Dùng biên diễn thật yên bình thông thả, giữa mênh mông biển nước, cuộc sống người dân nhờ vậy cũng thêm phần ấm no. Chiếc vỏ lãi của anh Ý cập bến đầu tiên trong buổi chiều hôm nay. Bến cần cá này nằm trong cánh đồng của huyện biên giới Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Nó chỉ thực sự nhộn nhịp khoảng chục ngày nay khi mùa nước rút. Ở đây gia đình anh Tin cất căn chòi cạnh bờ đê để ở và sinh sống. Hết còn nước, hai vợ chồng cùng hai đứa con gái về lại ngoài nhà cách đó chừng 2-3 cây số. Trong mùa nước, nhà anh Tin không chỉ là nơi tập trung anh em chú bác đến để làm nghề đánh bắt cá, mà vợ anh còn thêm công việc thu mua cá lóc để bán lại cho bà con xung quanh. Ngon lắm luôn. Giờ anh em bắt đầu nghĩ đến cái gì? Cuốn đồ nghề cắt. Sáng mai làm thì đem ra treo lên lại. Đây là mẻ thứ hai mà anh Ý bắt đem lên. Hồi sáng là đã cân một mớ là 4,5 kg rồi. 5 kg hả? Sáng 5 kg, đúng rồi, quên. Rồi chiều nó ăn mớ nữa nè. Không biết là bao nhiêu ký đây. Qua đây nè. Cái đồ nghề ở đây mà. Khui hàng coi. Đầu gù. Rộng ở dưới đi sáng cân. Quá trời.
ngon. Im quá, chiều quá. Đây là mớ cá buổi chiều của anh Ý nè các bạn. Lúc sớm thì anh cân được 5 kg cá, bây giờ là buổi chiều cái này chắc cũng hơn 3 kg à anh? Ừ, 3,5 kg, 4 kg xiềng đó. Quá hai con cá quá bự luôn rồi. Ơ trời, có gì không mấy trời. Chạy 2-3 con nữa. Mẹ cá này là mẹ cá thứ hai trong ngày được anh Ý bắt. Còn hết nguyên ngày nay, anh bắt được 10 kg cá. So với mấy ngày trước thì không cao, nhưng sau khi trừ tiền phân 4 lít và chi phí ăn uống với giá cá hiện tại 70.000 một ký thì anh cũng còn dư. Con nữa anh, hai tay hai con coi. Căng đi cha. Bắt cá hai tay đi. Ừ, ok. Ngon lành nha. Bự chưa? Quá bự luôn. Ok. Ok. Ê ê ê ê ê. Ê ê ê. Bắt vô, bắt vô, bắt vô. Giao ta giao, bắt vô coi. Em không? Mấy ký? 8 kg. 8 kg. Trừ nhiêu ký? Chưa. Đi ra thôi. Ồ, tự dĩ luôn hả? Hai con số à. Đó. Cho. Cho. Cá này nó quánh canh bột ha. Quá ngon luôn. Đi rồi, đổi đây đi rồi. Rồi xích bên con, xích bên con. Nhiều rồi. Giờ thì mấy anh chị cô chú sẽ đem đồ lên. Dưới bến, chiếc giỏ của chú Thím Hai và em Thái cũng vừa về tới. Sáng giờ gia đình này chạy bắt cá suốt trên đồng nước. Lúc ăn cơm đã nghe chú Hai và em Thái giới thiệu hôm nay may mắn đến với hai cha con nên cá bắt được nhiều và toàn cá to, có con hơn ký lô, phải nhờ anh em tiếp cứu. Sau khi anh Tin phụ anh Thừa sửa xong chiếc máy thì hai anh em nhanh chóng bơi xuồng để cuốn mớ vớn của anh Tin đem về. Bến quê nhờ vậy càng thêm tấp nập rộn ràng, ghe xuồng cứ ra vào không ngớt. Càng về chiều, các phương tiện bắt đầu đổ về đây càng đông. Bà con chọn cho mình một chỗ neo đậu quen thuộc cố định, rồi sau đó đem cá lên cân. Trước khi lên cân thì thùng đựng cá phải được trút nước cho thật khô ráo. Trên bến dưới thuyền nhộn nhịp, chẳng khác gì một phiên chợ vùng biên. Chỉ khác một điều là phiên chợ này chỉ bán duy nhất một mặt hàng là cá lóc đồng tươi sống. Loại cá được xem là đặc sản số 1. Khi về miền Tây, ai cũng phải tìm ăn cho bằng được bởi thớ thịt cá chắc, dai và ngọt. Lên để anh bắt có lý không? Cục đó đó. Cục đó đó. Vậy đi hả? Ừ. Đủ. Tôi thấy ông làm mà thôi đủ, hai cha con tôi thả xuống cái này để cục tới trong làm. Nó sao nó chạy đi mà nó không có luôn cái nào luôn. Hồi sớm mình có cân rồi hả chú? À, cân luôn hay vậy? Đâu có tôi cân không à. Tôi mót có tôi vô cân. Còn của anh không biết để hỏi Thím Hai đó coi. Thím Hai ơi. Thím Tên ơi. Cân luôn hay vậy nha, mời cân. Hả? Cân là ở đây. Đâu, của tôi cân. Không có. Cá cành không, không có một con nào nhỏ nữa. Ồ, cá bự không hai chút. Cá như lửa. Cá nào cân 70. Sao mày đi. Cá như lửa hai chút. Đi ngoài đi nghe, tới tiệm thuốc tây rồi điện anh nghe. Chú nói là cá lâu quá, anh bắt máy. Cá bự lửa vậy đó, cá nuôi vậy đó. Như cá nuôi ngoài chợ hả chú? Chú sẽ đem lên nè. Ôi, ôi, ôi. Đó, nó to. Sớm mình có cân trước rồi chú. Nói về chất lượng cá lóc đồng thì ngon không cần phải bàn. Thế nhưng trong những ngày này, giá cá lại khá rẻ
chỉ 60 đến 70 ngàn đồng một ký, rẻ hơn phân nửa so với giá cá lúc bình thường. Có hơi tiếc nuối cho bà con. Thế nhưng theo quy luật cung cầu tất yếu của thị trường, khi nguồn cung dồi dào thì giá thành phải rẻ. Và có lẽ chính vì cá rẻ nên người tiêu dùng và bà con miền quê hàng năm vẫn hay trông đợi con nước nổi về để được tha hồ thưởng thức đặc sản Đồ Đồng, vừa tươi mà lại vừa rẻ, vừa ngon. Đây là thùng cá của em Thái chuẩn bị đem cân. Thấy em Khiên có vẻ khá nặng nhọc, hy vọng Thái sẽ bắt được nhiều cá để không uổng công cả ngày phơi mình trên cánh đồng đầy nắng. Cái này cứ cân em không đó hả? Dạ. Em gái chết chú ơi, thôi. Sáng giờ được như vậy của em Thái nha. Hay quá. Gia đình chú Thím Hai được hai người con. Con gái lớn không theo nghề cha mẹ. Ở nhà chỉ có Thái là ham nghề cá, nên năm nay ông bà đầu tư giỏ lãi và đồ nghề cho cu cậu tham gia vào cuộc mưu sinh của gia đình. Dạ. Đó, em xin phụ cha. Dạ, ông bị đứt kìa. Sao vậy? Ông bị cái nơm sắn vô. À, chị bên Sáu chị. Ơi, con bước qua. Dạ. Dạ. Khá nặng như gì? Theo của nó, cái đổ qua nặng mình biết mình trả tiền cho nó. Ồ. Cái thùng nữa, cái thùng nặng lắm. 11 kg. 1 kg còn. Đè quay đi, 9 kg, gỡ nắp ra đó. Đây cá của Thái nè. Cá của em Thái hôm sáng các bạn. Ngon quá trời ngon ha. Sáng giờ vậy là nhiều rồi. Bữa nay ít hôm qua nó hôm qua 13 kg lên đó. Nhìn vậy hả? Giỏi chứ trời, hôm qua trúng ha Thái. Rồi tôi có chị được không? Ừ. Đây. Bên đây của ba mẹ Thái. Để mẹ kéo lại được mấy cái. Khá là nhiều cá. Thái mẹ kéo lại. Đây này nhảy nha. Cầm mấy cái thôi. 12 ngữ. Ui vậy 12 kg 7. Đồ ta 12 kg 7 nhảy. Được chưa? 2 kg 7 chưa trừ hùng. Trừ 2 kg. Rồi đổ vô. Quá trình cá đây. Này là 11 kg không? Rồi lấy nắp để lại sủ sẵn đi. Cái cá bự rồi. 1, 2, 2 mấy ký, đem có 9 ký. Trừ 2 ký còn 9 ký. Điều điều không? Đây là gia đình của Thái. Bắt cá lóc bằng cách đẩy côn, khi nhìn có vẻ khá dễ và bắt toàn cá bự. Thế nhưng để bắt được chúng, người bắt phải gian nắng dầm nước cả ngày trên đồng. Đó là chưa kể một số tai nạn vẫn thường hay gặp, như câu chuyện hôm nay của chú Hai. Thì cái nơm sắt đó, rồi cái con cá nó nằm gặp ngoài cái vách nơm rồi. Thì thành ra nó nằm kế với cái giò mình. Để cái nơm lên cái giò mình 1-2-3 lần mình rút cái giò ra. Dạ. Rút cái giò ra, rút chưa hết được cái bàn giò nữa thì nhắm cái nơm xuống rồi vô trong cái giò, tét cái giò luôn. Trời. Tại cái nơm này nơm bằng sắt mà. Rồi xấu không? Cái nơm tét cái giò mà nhắm này nhất. Dạ. À, có nặng rồi ha. Dạ. Nặng cho nó an toàn anh ơi. Đầu kế dõi lại của chú Thím Hai là gia đình khác cũng cùng chung xóm từ An Giang qua. Vợ chồng anh chị Hai lúc sáng đã cân được 6 kg cá. Chiều nay thì có phần ít hơn. Nhưng điều đó không làm họ lo lắng. Bởi khi nào cánh đồng này còn nước thì khi đó không khó để họ có thể kiếm lại gấp đôi. Chiều nay cá nhiều rồi sáng không? Chiều nay được hết. Dạ. Dạ. Mà làm khó mà không căng lên nó là nó cày xuống.
khi nó căng mấy chục ký, có khi nó căng có mười mấy ký rồi đó quý. Ai đưa đi số ký căng. Và trên ghe có đầy đủ cái dụng cụ để mà nấu nướng ăn uống luôn quý vị. Nước mắm, nước tương, dầu ăn, bột ngọt, đường, mì gói, hành, nồi niêu xoong chảo, chung là để mà đủ cái điều kiện mà nấu nướng ăn uống trên ghe đó thì chuẩn bị sẵn, rồi xuống ghe chỉ là nổ máy lên là đi. Tới giờ là nấu cơm thì lấy gia vị ra nấu, và có gạo nữa. Chuẩn bị cho bữa cơm chiều, chị hai liên tục bật chiếc bếp ga mini, nhưng có lẽ do dính nước nên nó không chịu cháy. Dạ, đúng chiếc rồi. Vỏ lãi nhỏ chở cả cuộc sống của gia đình mấy miệng ăn. Và trong mỗi bữa cơm, ngoài cá lóc, cá rô bắt được hoặc trứng vịt chiên, thì khô là món cũng thường xuyên xuất hiện trong bữa ăn của mọi người. Những tia nắng chiều trên cánh đồng dần rút nước, bắt đầu chiều xuống. Cũng là lúc anh Tiên và anh Thừa cuốn xong mớ dớn về tới. Mớ lưới để dưới khạp, còn mấy cây tràm thì ở trên. Lát nữa chúng sẽ được đem lên bờ để cất và năm sau tiếp tục làm nghề. Sau khi mọi người tập trung hết về bến thì cũng là lúc bắt đầu cân cá. Những thùng cá sau khi được vợ anh Tiên cân một ít, số còn lại bà con sẽ bán cho thương lái. Cá sô lộn xộn lớn nhỏ là 60.000 một ký, cá lóc lớn do thương lái tự lựa có giá cao hơn 10.000, tức 70.000 đồng một ký. Tới giờ cân cá đâu vừa. Sao khóc vậy con gái? Hai cha con hay vậy? Cá nè. Có nửa khạp cho nhiều. Căng thô nè. Bắt con nữa tí nữa. Bắt nhiều bắt đi, bắt sao bắt được, bắt con có đó đâu. 400 g. Đi nghe. Sao giờ? Lấy cái thùng tôi kìa Thái. Kìa. Sao khóc vậy con? Làm cái gì chị tiếp được không? Những con cá lóc thật to, thịt chắc được lựa chọn và phân loại cẩn thận này là một sự trông chờ của rất nhiều bà con. Nhất là những ai xem được clip này chắc chắn sẽ suýt xoa, hỏi rằng tại sao giá cá lóc đồng ở đây lại rẻ như thế. Và chắc chắn bà con còn nói rằng ước gì mình ở gần đó để mua về ăn. Cá đồng bán với giá 60-70 ngàn đồng một ký là quá rẻ. Điều đó cũng đúng, bởi bình thường cá lóc nuôi đã 40 ngàn một ký. Còn như lúc vào mùa nắng, cá lóc đồng có giá từ 120 đến 150 ngàn đồng một ký. Thì với số tiền 60-70 ngàn đồng, không ai tiếc mà không mua cá đồng về ăn. Bởi như đã giới thiệu, thì mùa này, tại huyện biên giới Hồng Ngự, Đồng Tháp, hay dùng đầu nguồn của tỉnh An Giang, Long An, cá đồng, trong đó có cá lóc đồng xuất hiện rất nhiều. Nên mặt hàng này và nhiều đặc sản cá đồng khác đang rất rẻ. Người đánh bắt cũng biết vậy, nhưng thời điểm này phải chịu cảnh bán rẻ cho tiểu thương. Nếu rộng lại, cá càng ốm và mau chết, cuộc sống bà con sẽ khó khăn hơn. Tuy bán không được giá, nhưng dường như cái chân chất sảng khoái có sẵn trong người của bà con đã giúp cho cuộc buôn bán luôn vui vẻ, rộn ràng. Không ai phiền hà hay câu nệ khi chênh lệch một vài trăm gram. Mà trái lại, họ sẵn sàng tính đồng chênh lệch khi cần. Em 3 rưỡi.
Này nhiêu ký chị? Cái này nhiêu ký? 70 ngàn. 70 ngàn. Dạ, đó là mua mình lựa ha. Rồi không lựa là không sợ thì sao? 80 ngàn. Dạ, lóc đồng mà sao rẻ quá vậy? Cái lóc đồng bởi vì cái này nước xuống ở đâu cũng có cái lắm hết trơn. Dạ. Rồi. 1 ngày chị mua mấy trăm ký? Vài chục ký rồi. Dạ. Mua gì bán lẻ hả cô? Nửa khên thôi. Ở lại thêm vô miếng nha. Bắt quá trời ơi, ở đó mà ừ, bắt là cũng được, tại sao nó tung xuống á. Ô là trời, cái hông quỷ sống này. Không bị gì bên đây, cái vỏ này đổ da. Sao mà nẹ không bên luôn. Ô là trời, đổ tớ đổ đuôi chắc cái mặt khô hết quá. Vì sao không mặc khô? Đây, hồi giờ. Hồi nãy là thôi, bây giờ đổ bên kia đi rồi bắt qua bắt lại một cây con à. Thì bả vậy, bả à. Nó đổ vậy là phải rồi đó. Thì bả vậy, mà lấy từ từ vậy thôi. Dạ. Quay, đó, bên nhiều bên ít luôn kệ mẹ. Cuộc sống rải đây mai đó theo mùa nước rút. Cô bác trong đoàn đã quá quen với gạo chợ nước sông. Căn bếp chật hẹp nhưng ấm áp nghĩa tình. Đó là tình người nghĩa đất miền Tây. Những chú bác anh em trong đoàn đến từ An Giang, bước chân tứ xứ, đến đây nương sông nước nhờ ruộng đồng biên giới để tìm cuộc mưu sinh. Để rồi cái hào sản của người miệt đồng đã níu kéo họ nán lại nơi này. Lấy ghe làm nhà, đồng nước làm vui. Ngày thì lặn thụp bắt cá với món nghề kéo côn độc đáo. Chiều về, neo đậu lại đây để cùng nhau ăn uống sinh hoạt. Biết cảnh xứ lạ quê người, nên những người cùng quê nương tựa nhau mà sống và làm ăn. Họ cùng sẽ chia kinh nghiệm và phương thức đánh bắt cá để có hiệu quả mà bám trụ với nghề một cách lâu nhất. Điều đó sẽ giúp cho những chuyến đi đầy mang rủi luôn đánh bắt được nhiều cá, cải thiện kinh tế gia đình. Ngồi đếm lại số tiền có được hôm nay, anh Thừa thầm tính, nội tiền sửa máy đã ngốn 400 hơn, trong khi đó 5 ký cá chỉ bán được 350 ngàn, tiền xăng, tiền ăn chưa tính. Hôm nay coi như lỗ một bữa cài. Sau buổi cân cá, họ ngồi lại cùng nhau để chuyện trò thăm hỏi đôi câu. Biết người này bị nứt nẻ chân tay hoặc hà ăn thì người kia lập tức cho hũ thuốc gia truyền để sức vô liền nhằm giúp vết thương mau lành cho ngày mai lặn thụp được dễ dàng. Sống ở miệt sông, nhất là những ai thường xuyên tiếp xúc với nước, chẳng may bị nước ăn, tay chân nứt nẻ, sẽ hiểu cảm giác đau đớn khi vết thương khô miệng. Đặc biệt là khi xức thuốc trị chúng, thì vết thương sẽ rát buốt, khó chịu vô cùng. Đó cũng là tâm trạng chung của chú bác nơi này. Nhưng trót theo nghề hạ bạc thì phải chịu. Kiếm được đồng tiền nào phải về. Ở đây không bị nước ăn thì cũng bị hà ăn tay chân, hoặc đứt chân do nơm ụp trúng, hay đặt phải gai ốc. Ngoài xa cơn gió chiến thổi, làm mấy cơn sóng cứ lăn tăn, vỗ nhẹ màn xuồng. Bất giác nhìn bờ đê, thấy mực nước hiện tại giật thấp hơn lúc sáng, làm mấy chú cháu thêm sống sang. Bởi họ biết, sắp đến lúc mình phải rời khỏi đồng nước này. Và mùa nước cũng sẽ kết thúc nhanh thôi. Mấy câu chuyện trên đồng hơn chục ngày qua, ở đây sẽ dần trở thành ký ức trong mọi người. Đó là chuỗi ký ức đẹp về mùa lũ năm 2022, thật nhiều cá tôm. Thank you.
còn nữa. Trong tập 3 quý vị sẽ thấy một cái khung cảnh khác và những thước phim khác vô cùng ấn tượng và thú vị về mùa nước trên cánh đồng này. Nếu thấy clip hay thì cả nhà hãy thương yêu mà cho Miền Tây Phố một like, đăng ký kênh, chia sẻ, bình luận, comment. Nói chung là làm sao để Miền Tây Phố giới thiệu được cái kênh của mình á. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi nha. Một lần nữa thì xin kính chào và hẹn gặp lại cả nhà trong clip sau.